mình sẽ thử thách leo lên dốc keo, rất keo, rất dốc 45 độ với một lượng khán giả rất đông, 45.000 khán giả đang theo dõi này. Các con có thích không? Rồi, ok. Tới 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 kia, tới kia, tới kia ông một. Quá khó khăn. Làm lại lần hai. Đã thành công với cơn dốc cao 308m, độ nghiêng là 45 độ. Ngày bữa mình sẽ thử thách là xe mình sẽ kéo một chiếc xe tải, chở cỡ chiếc xe kia à, mình sẽ kéo một chiếc xe đó chạy. Còn bây giờ xuống sao? Để chạy cứ thôi. À, cái đây nó chạy tuôn bánh vậy. Quay được cái bánh nó bay tuôn nha. Quay bằng số đi coi. Ừ. Cho lại không? Bây giờ anh đứng ở trên kia đây. Từ khó ở trên kia này em chích lên cho đánh ngay. Đây là anh Vũ vlog nha. Đây. Anh Vũ vlog làm rớt ốc. Rớt ốc, giờ chẳng ốc. Vũ vlog làm rớt ốc. Xe xịn quá.